Alo, Hoàng Hương và Thế Anh xin nghe ạ. Alo. Alo, xin chào bạn thính giả ạ. Vâng. Bạn thính giả ơi, bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ? Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, bạn hãy tự giới thiệu về mình đi ạ. À, mình tên là Minh ở Nam Định. Dạ vâng ạ, lại một bạn thính giả nữa cũng ở Nam Định phải không ạ? Bạn Minh ơi, bạn đang học tập hay là đang công tác ở trong công việc gì ạ? Mình đang đi làm. Dạ vâng ạ, bạn làm công việc gì hả bạn Minh? Mình làm về máy văn phòng. Vậy là công việc của mình là cũng phải ngồi văn phòng nhiều đúng không ạ? Dạ vâng bạn, vậy ngày hôm nay đến với chương trình Vòng Xoay Âm Nhạc thì bạn Minh muốn gửi tặng ca khúc nào và đến ai hả bạn? À, mình muốn gửi đến một người tên là Luna, ca khúc Nụ Hôn Của Gió. Luna, Nụ Hôn Của Gió. Thế anh cảm thấy ở đây có lại một sự lãng mạn nữa. Luna chắc là một cái gì đó liên quan đến bởi vì thế anh biết là cái từ Luna trong tiếng Nước Ngoài là có nghĩa là mặt trăng hay là cái gì đó như vậy đúng không? Nguyệt, tên bạn đấy có phải là Nguyệt không ạ? Không. Ok. Và lại còn là một ca khúc mang tên Nụ Hôn Của Gió nữa. Hai bạn có phải là những người bạn đặc biệt của nhau không ạ? Hơi đặc biệt thôi. Hơi đặc biệt thôi ạ. Hơi đặc biệt như thế nào ạ? Thì là mến nhau. Mến nhau. Tôi thấy bạn Minh có vẻ rất là bí ẩn nhá. Ngay từ khi bắt đầu nói chuyện với chúng tôi cũng... bạn đã rất là bí ẩn rồi. Những cái tiết lộ của bạn nó cũng rất là từ từ và rất là chậm rãi. Không biết là ngày hôm nay cái người bạn của bạn có đang nghe chương trình Vòng Xoay Âm Nhạc không ạ? Cái này thì có dặn rồi nhưng mà cũng không biết có nghe không. Dạ. Dạ vâng ạ. Vậy chúng ta hãy cũng coi như là bạn đang mến đó của bạn, bạn gần như đặc biệt đó của bạn Minh đang lắng nghe Vòng Xoay Âm Nhạc đi. Vậy thì bạn có một lời gì đó muốn nhắn nhủ không? Thì bởi vì gọi là không ở gần nhau ấy. Đây là mình muốn gửi bài Nụ Hôn Của Gió. Còn mình mong là sau này được gần nhau rồi không cần phải gửi những lời yêu thương và gió nữa. Hiện tại thì ngọn gió sẽ làm nhiệm vụ là vận chuyển đi tình yêu của mình, vận chuyển đến những lời yêu thương, những tình cảm mà bạn Minh dành đến cho bạn Luna phải không ạ? Một chàng trai rất là lãng mạn. Vậy các bạn đã quen nhau lâu chưa ạ? Cũng lâu lâu rồi. Trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Dạ. Trong các bạn quen nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Lâu quá và không nhớ nổi. Như vậy là không được đâu nha bạn Minh nha. Bởi vì thế anh biết là các bạn gái đó rất quan trọng về những cái gọi là ngày tháng, một cái ngày trọng đại, ngày kỷ niệm. Giống như là ngày đầu tiên ta gặp nhau này, ngày lần đầu tiên mình cầm tay nhau này, lần nụ hôn đầu tiên diễn ra vào ngày nào, có đúng thế không hả Hoàng Hương? Ngày đầu tiên trao gửi nụ hôn của gió, tôi đang không biết là cái nụ hôn của gió mà bạn Minh nói đến nó như thế nào hả bạn Minh? Một nụ hôn đặc biệt nhưng mà lại dành cho một người chưa đặc biệt lắm, chưa thực sự đặc biệt. Thế anh nghĩ là đây cũng giống như một lời tỏ tình thì chắc là không phải rồi, mà một lời yêu cầu là bạn ấy hãy mở trái tim của mình và tự nguyện và một cách nào đó đón nhận tình cảm của bạn Minh đúng không ạ? Đấy thì là do tùy người nghe cảm nhận thôi. Ok, thì anh có thể cảm nhận được rồi. Nếu mà là Hoàng Hương như tôi vừa nói lúc nãy khi trao đổi với bạn thính giả đầu tiên, thì Hoàng Hương là một người đa cảm, nên là lại một anh chàng lãng mạn như thế này nữa thì chắc là bắt đầu thấy rung rinh rồi phải không ạ? Không ạ. Và nếu mà là bạn gái đó, nếu là bà là bạn Luna thì đặt cảm giác như là Thế Anh. Nếu là Thế Anh thì anh nghe những lời đó thôi cũng đã cảm thấy xao xuyến rồi. Nếu mà là bạn gái đó nữa thì chắc là sau khi mà bạn mình kết nối xong đó thì bạn Luna sẽ gọi điện trực tiếp và biết đâu đấy thì bạn ấy lại gọi lên cho chúng tôi thì sao, lại muốn gửi một nụ hôn hay một cái ôm nào đó qua gió ạ. Tôi chỉ đang thấy khá là tò mò về bạn trai này thôi, bởi vì bạn ấy gọi điện và kết nối với chương trình để yêu cầu bài hát, nhưng mà tất cả những thông tin bạn ấy tiết lộ đều mang tính chất là khá là tương đối, cái gì cũng là hơi mến mến ạ. Chắc là bạn ấy muốn giữ bí mật cho mình đấy Hoàng Hương ạ. Chắc là thế rồi ạ. Bạn Minh ơi, chúng tôi vẫn chưa biết nhiều những thông tin về bạn, không biết là hôm nay ngoài việc kết nối với chương trình gửi tặng bài hát cho người bạn hơi đặc biệt của bạn thì bạn còn có muốn chia sẻ gì với các thính giả của chương trình không? Thì gọi là cũng mong là bởi vì bây giờ đấy gọi là có TV internet nhiều ấy, ít đúng người rồi nghe đài ấy. Dạ, vâng. Mong mọi người dành thời gian nghe đài chương trình nhiều hơn.
Bởi vì cũng thấy rất bổ ích, mới hay. Tôi đang nghĩ là chúng tôi có nên mời bạn để làm MC của chúng tôi không ạ? Bạn đã thay nói những lời mà chúng tôi muốn nói với các bạn thính giả rồi đấy. Đúng rồi. Và hơn nữa, giờ chúng tôi cảm thấy bạn Minh có một cái gì đó bí ẩn và muốn tìm hiểu thêm về bạn Minh. Nếu mà bạn là một MC của chúng tôi thì quý vị thính giả cũng giống như thế anh và Hoàng luôn đây, vẫn muốn lắng nghe, vẫn muốn lắng nghe những cái câu chuyện mà bạn chia sẻ. Dạ vâng ạ, vậy ca khúc Nụ Hôn Của Gió của bạn muốn dành tặng cho người bạn đặc biệt của bạn, bạn có một lời nào muốn nhắn nhủ đến bạn ấy nữa không? Dạ. Bạn có một lời nào đó muốn nhắn nhủ đến bạn ấy nữa không? Hay là lại muốn là lời bài hát là chính là lời mà bạn muốn nhắn gửi ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ vâng. Vậy, dạ vâng ạ, cảm ơn bạn Minh. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến món quà âm nhạc của bạn Minh nha, ca khúc Nụ Hôn Của Gió. Ngày xưa ấy có một cơn gió kia hồn nhiên, bởi con vô tư cơn gió chưa biết yêu bao giờ. Và cơn gió vẫn hồn nhiên gió đến bên anh mỗi ngày, cơn gió ấy vẫn chờ một tình yêu. Rồi một ngày kia cứ vì sao gió thôi hồn nhiên, là ngày em đến cho con tim anh biết mong chờ. Một tình yêu như bài thơ anh viết riêng cho một người, và hạnh phúc với những nỗi nhớ riêng anh người ơi. Nhờ cơn gió gửi đến em ngàn nụ hôn ấm đôi môi mềm, hãy nói rằng ở nơi đây một người đang thương nhớ đến em. Nhờ cơn gió gửi đến em tình yêu anh thiết tha người hỡi, để đôi ta dẫu xa nhau vẫn luôn thật gần. Gió kia hồn nhiên, bởi con vô tư cơn gió chưa biết yêu bao giờ. Và cơn gió vẫn hồn nhiên gió đến bên anh mỗi ngày, cơn gió ấy vẫn chờ một tình yêu. Rồi một ngày kia cơ vì sao gió thôi hồn nhiên, là ngày em đến cho con tim anh biết mong chờ. Một tình yêu như bài thơ anh viết riêng cho một người, và hạnh phúc với những nỗi nhớ riêng anh người ơi. Nhờ cơn gió gửi đến em ngàn nụ hôn ấm đôi môi mềm, hãy nói rằng ở nơi đây một người đang thương nhớ đến em. Nhờ cơn gió gửi đến em tình yêu anh thiết tha người ơi, để đôi ta dẫu xa nhau vẫn luôn thật gần. Nhờ cơn gió gửi đến em ngàn nụ hôn ấm đôi môi mềm, hãy nói rằng ở nơi đây một người đang thương nhớ đến em. Nhờ cơn gió gửi đến em tình yêu anh thiết tha người ơi, để đôi ta dẫu xa nhau vẫn luôn thật gần.